Đại Bò Tư Chiến xin chào quý khách. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2021. Giao nguyên lô bò cho anh khách này ở An Giang. Chuyển cọc qua nó gọi anh gửi nay đúng hơn tuần. Chị xe giao khách. Qua con. Qua. Đi làm cái đầu đây nữa. Quên gì? Nó đi làm gì quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai con nữa. Đây nè. Đây nè. Địa chỉ tại là Hương Lộ 19 gần Quỹ Ban xã Nhân Phú Tân, đây tỉnh Bến Tre, áp dụng lớn. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại xem cùng tham khảo. Dự tính nuôi bò đến trại cùng tham khảo, chuồng chốt bò thì có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Vì lô bò thấp bò lỡ còn nhiều. Bò lỡ tầm nhỏ hơn chấm thì còn cũng số 20 mấy con. Rồi có bay bay bắp kem.